Một lần nữa chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Địa ốc trên kênh FBNC. Trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản đang giao dịch sôi nổi mà đi kèm theo đó có cả mặt tích cực và tiêu cực, thì sự ra đời của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam mang ý nghĩa như thế nào đối với thị trường? Ngoài ra các thành viên của hội sẽ được hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ gì? Quanh vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Xin chào ông. Thưa ông, trước giờ chúng ta đã nghe nói nhắc đến nhiều đến Hiệp hội Bất động sản và ngày hôm nay thì chúng ta lại có thêm Hiệp hội Môi giới Bất động sản. Thì ông có thể cho biết cụ thể hơn về những chức năng và vai trò của Hiệp hội Môi giới Bất động sản, cũng như là liệu là giữa hai hội này thì liệu có một cái sự trùng lắp nào đó về mặt chức năng hay không ạ? Rồi. Trước hết là tôi phải nhấn mạnh rõ cái vai trò của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam là một đơn vị do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thành lập. Ở đây ta hiểu cái vai trò giữa hai cái vai trò của Hiệp hội và Hội. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nó là một cái đơn vị ta hiểu rằng nó như là một cái tổng hội quản lý toàn bộ các cái hoạt động liên quan đến việc hình thành, phát triển và toàn bộ cái hệ thống bất động sản của Việt Nam. Còn Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam được ra đời trên cơ sở hình thành giữa cái nhu cầu phải phát triển cái nghề môi giới bất động sản ở Việt Nam là một cái loại hình nghề nghiệp, và hội này mang tính chất là hội nghề nghiệp sâu vào cái nghề môi giới bất động sản Việt Nam. Dạ thưa ông, thì sự ra đời của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với thị trường hiện tại, và đặc biệt là có ý nghĩa như thế nào đối với quyền lợi của người tiêu dùng ạ? Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam hình thành có những cái tôn chỉ mục đích rất rõ ràng. Là trước hết là nó bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà môi giới, chấn chỉnh hoạt động môi giới đi theo những cái hướng chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, và nữa là cái tôn chỉ phải bảo vệ quyền và lợi ích của những người tiêu dùng trên thị trường, tức là làm cho cái thị trường môi giới, thị trường bất động sản nó minh bạch hơn và hoàn hảo hơn, chuyên nghiệp hơn. Trước giờ thì cái vấn đề môi giới chưa được hình thành những hiệp hội như hiện nay, trên thị trường cũng xảy ra một số những cái tình trạng cũng một chút bát nháo. Thì theo ông thì với sự thành lập của Hội Môi giới Bất động sản thì những cái tình trạng đó sẽ được chấn chỉnh bằng cách nào? Ông có thể cho một vài cái ví dụ. Trước hết thì chúng ta có thể thấy là ở Việt Nam mình hiện nay cái hoạt động một các cái môi giới bất động sản là hình thành khá là tự phát. Các cá nhân thì hoạt động môi giới tự do khá nhiều trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi tạm thống kê theo các cái số liệu cấp chứng chỉ hành nghề thì cũng có khoảng đến 3 vạn các nhà môi giới đang hoạt động trên toàn địa bàn Việt Nam. Thì nhà nước cũng đã có những cái quy định cũng khá rõ ràng. Tuy nhiên, cái việc kiểm soát và thực hiện các cái quy định của pháp luật thì hiện nay cũng chưa được thể hiện tốt lắm trên cái thực tế. Do vậy là cái hội môi giới của chúng tôi ấy, ra đời thì sẽ cố gắng là tổ chức các cái hoạt động. Trước hết là chúng tôi nghiên cứu và xây dựng cái hệ thống về chất lượng, đào tạo các cái nhà môi giới bất động sản Việt Nam trở thành những cái có những cái tính chất về mặt chuyên nghiệp phù hợp với cái trình độ của các nước ở trong khu vực và quốc tế. Khi tham gia vào Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thì các thành viên sẽ được hưởng những quyền lợi cũng như là những nghĩa vụ như thế nào ạ? Các thành viên khi tham gia trở thành hội viên Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ấy thì ở đây sẽ có những cái quyền lợi cụ thể. Nhất là họ sẽ được hội bảo vệ cái quyền lợi ích trong các hoạt động kinh doanh của họ, cung cấp cho họ các cái số liệu về thị trường và cung cấp cho họ các cái kỹ năng cũng như là những cái trình độ kỹ năng bán hàng, hoạt động môi giới nó phù hợp với quốc tế hơn. Nữa là chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức ra những cái hệ thống chương trình đào tạo để làm nâng cao cái chất lượng của người môi giới. Lợi ích khác nữa là thường xuyên được sinh hoạt, được trao đổi, được giao lưu và học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển. Dạ xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 7 thì công ty Kiến Á vừa công bố block C, block đẹp nhất của dự án City Home. Dự án nằm tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh
Mặc dù dự kiến đến cuối năm mới công bố mở bán block này, tuy nhiên chủ đầu tư quyết định giới thiệu dự án sớm hơn do có nhiều phản hồi tích cực từ thị trường. Đây là những hình ảnh ghi nhận tại buổi công bố block C, dự án căn hộ City Home ngày 22 tháng 8. Sự kiện thu hút khá đông đảo khách tham dự. Dự án này được biết đến như một khu căn hộ chất lượng và là một trong các dự án có giá cạnh tranh nhất quận 2 hiện nay. Một trong những điểm thu hút lớn của dự án đó là không gian sống xanh, thiết kế hiện đại, không hề kém những khu căn hộ cao cấp. Block C của City Home được coi là block có vị trí đẹp nhất dự án, với 22 tầng và 192 căn hộ. Tòa nhà có view lý tưởng, nhìn ra công viên trung tâm và hồ bơi, kết nối trực tiếp với tất cả tiện ích nội khu cao cấp, hồ bơi, trung tâm thương mại, khu BBQ, sân chơi trẻ em, lối dạo bộ. Đây cũng là block nhà cuối cùng trong giai đoạn 1 của dự án City Home quận 2. Các block nhà cũng được đặt ở những vị trí có thể tránh nắng nhưng vẫn đón ánh sáng và gió tự nhiên. Tính nhân văn trong thiết kế là một trong những điểm nổi bật của City Home, thể hiện ở cách bố trí các tiện ích phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng cư dân. Người già có ghế nghỉ dọc lối đi bộ, có khu tập thể dục. Người trẻ có hồ bơi tràn bờ, sân cầu lông, sân bóng rổ, khu BBQ. Trẻ em có hồ bơi trẻ em, khu vui chơi. Thì một cái điểm rất là nổi bật của City Home ở đây mặc dù là thu nhập trung bình nhưng mà cái chất lượng sống được đẩy lên rất cao ở chỗ là toàn bộ các cái không gian xung quanh trong cái tầm mắt và chỗ đậu xe, các cái không gian đó được kết nối với các cái mảng xanh một cách hoàn hảo. Đảm bảo mức tốt nhất không gian sống cho từng cư dân, nhưng giá vẫn ở mức vừa tầm. Có lẽ đây là điểm vượt trội giúp City Home vừa được vinh danh giải thưởng The Best Affordable Condo Development, phát triển khu căn hộ giá tầm trung tốt nhất tại giải thưởng Việt Nam Property Award 2015 hôm 14 tháng 8. Mình phân tích có bốn vấn đề mà lớp trẻ thích là với số tiền ít mà làm sao mua được cái nhà được. Cái thứ hai, nếu họ mua nhà được cái giá rẻ vậy thì làm sao họ chọn căn nhà mà có cái thiết kế đương đại và những họ tận hưởng những không gian sống rất là tốt và với những cái tiện ích công cộng nó phù hợp với lớp trẻ. Mức giá của City Home được coi là cạnh tranh so với mặt bằng chung của quận 2 hiện nay, chỉ trên dưới 1 tỷ đồng một căn hộ 2 phòng ngủ, phương thức thanh toán linh hoạt trong vòng 18 tháng. Đặc biệt, ngay trong ngày giới thiệu Block C, chủ đầu tư Kiến Á cũng công bố chương trình khuyến mãi đặc biệt, tặng ngay một chỉ vàng cho tất cả khách hàng đăng ký mua Block C City Home ngay trong ngày 22 tháng 8 năm 2015. Tọa lạc ngay cửa ngõ khu đô thị Cát Lái, City Home được thừa hưởng nhiều tiện ích và vị trí thuận lợi như hệ thống trường học hoàn chỉnh, các dự án cầu vượt và hầm chui nút giao thông Mỹ Thủy sắp được triển khai, khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc 38 hecta v.v. Dự án chúng tôi là một dự án khu đô thị Cát Lái chứ không phải một dự án riêng lẻ. Giống như Phú Mỹ Hưng đó, thành ra càng ngày càng giá trị và quận 2 thừa kế cái hạ tầng kỹ thuật của nó. Đồng thời từ City Home, dễ dàng đi nhiều nơi, chỉ 15 phút để đến chợ Bến Thành qua hầm Thủ Thiêm, 10 phút để đến Phú Mỹ Hưng qua cầu Phú Mỹ, đi sân bay quốc tế Long Thành tương lai và các tiện ích khác như bệnh viện, metro, siêu thị Big C, v.v. Đặc biệt từ City Home chỉ mất 2 phút để đến cụm trường học trong khu vực, rất thuận tiện cho các gia đình có con trong độ tuổi đến trường. Thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang bắt đầu hồi phục trở lại trên hầu hết các phân khúc, bao gồm bất động sản nghỉ dưỡng. Một số chủ đầu tư công bố dự án mới. Đáng chú ý là trong đó có một dự án nằm ngay ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, dự án Gemona Home Resort. Đây là một dự án nhà ở nhưng cũng vừa được quy hoạch và thiết kế như một khu nghỉ dưỡng để gia chủ có thể tận hưởng. Sau một thời gian khó khăn, thị trường bất động sản đang khởi sắc trở lại nhờ nhiều yếu tố tích cực như luật kinh doanh sửa đổi có hiệu lực, hành lang pháp lý minh bạch hơn, nguồn cung đa dạng, giao dịch sôi động trở lại, tồn kho giảm mạnh, nguồn tín dụng đang vào kênh bất động sản v.v. Bên phân khúc căn hộ ở, bất động sản nghỉ dưỡng cũng đang dần trở lại. Phía Bắc có dự án FLC Sầm Sơn, có tổng vốn đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng. Tại khu vực phía Nam, Sacom Real cũng vừa giới thiệu ra thị trường dự án Gemona Home Resort ven sông Vĩnh Bình, Thủ Đức. Đây là khu resort nghỉ dưỡng đầu tiên được công bố tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhận định của bà Võ Thị Diệu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, bất động sản nghỉ dưỡng có nhiều yếu tố để phát triển bền vững về lâu dài. Thứ nhất là về giá trị khai thác, thứ hai là luật đã cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Thứ ba là chính sách tín dụng vào bất động sản đang được khơi thông và đặc biệt là yếu tố thứ tư, bất động sản nghỉ dưỡng luôn là mảnh đất màu mỡ cho giới đầu tư và người mua nhờ lợi nhuận hấp dẫn từ việc cho thuê lại. Phân khúc này nó có nhiều cái cơ sở để mà mình đánh giá nó vẫn còn cái tiềm năng trong tương lai và cũng cần một cái thời gian nữa thì có thể là quan sát và định hình được là rõ nét hơn về cái việc tăng trưởng của cái phân khúc này. Theo tôi thì khẳng định lại một lần nữa thì cái bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là một cái phân khúc mà rất là tiềm năng. Lý giải vì sao Sacom Real lại công bố một dự án nghỉ dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải một tâm điểm nghỉ dưỡng nào khác như Nha Trang, Mũi Né hay Đà Nẵng.
bà Diệu Hiền cho rằng lợi thế của dự án Jamona Home Resort tại thành phố Hồ Chí Minh là giải quyết được nhu cầu nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Nó không đơn thuần là một cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng, mà ở đây thực sự ở đây là một khu biệt thự khép kín. Nhưng mà vì chúng tôi đánh đến cái đối tượng cũng như là thấy được cái nhu cầu của cái cuộc sống sôi động hàng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh thì cần lắm một cái không gian để mà cuối tuần hoặc là sau cái giờ làm về mình cảm nhận được được cái không khí cũng như là cảm nhận được cái sự tiện ích như là hưởng thụ được giống như là một mình đang ở trong một khu resort. Jamona Home Resort có quy mô trên 9 hecta, bao gồm 238 biệt thự ven sông, thu hưởng cảnh quan thiên nhiên đẹp, không khí trong lành, thoáng đãng, cộng hưởng với lối thiết kế lấy mảng xanh làm yếu tố chủ đạo. Dự án còn được trang bị đầy đủ các dịch vụ tiện ích của một khu resort cao cấp: hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym, bến du thuyền, công viên trò chơi. Thì nhắc đến cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng thì mình hình dung ngay là ở đó các dự án đã được thiên nhiên ưu đãi về cái cảnh sắc. Đấy, thì dự án Jamona Home Resort cũng không ngoại lệ. Thì ở đây là về chúng tôi chọn ngay một cái địa thế là được bao bọc bởi ba mặt sông và được chỉnh chu về cái quy hoạch làm sao mà nó đúng nghĩa là một cái khu resort. Không chỉ nghỉ dưỡng, Jamona Home Resort còn mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Vị trí dự án, hạ tầng nội ngoại khu đồng bộ và mức giá cạnh tranh là các yếu tố quyết định sức hút của dự án trong đầu tư. Giá rất cạnh tranh 14,5 triệu một mét vuông cùng với phương thức thanh toán linh hoạt. Jamona Home Resort tọa lạc tại quận Thủ Đức, thuộc khu đông thành phố, khu vực đang có hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ. Khoảng cách từ dự án đến quận 1, sân bay Tân Sơn Nhất được rút ngắn đáng kể thông qua đại lộ Phạm Văn Đồng. Dự án còn kết nối với ga 3B tuyến tàu điện metro, giúp kết nối hoàn chỉnh các khu vực nội thành với dự án. Kết thúc bản tin, chúng tôi xin mời quý vị điểm qua một số sự kiện chính sách nổi bật trong thời gian gần đây. Đến đây thì bản tin địa ốc trên kênh FBNC cũng đã khép lại. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ youtube.com/FBNC Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.